Xin chào các bác, đây là trò chơi DCS Vuột. Hôm nay mình sẽ thử chiến thuật núp bóng để đánh lừa tên lửa phòng không của đối phương. Chiến thuật này vừa được không quân Israel thực hiện để đánh lừa tên lửa phòng không S-200 của Syria, khiến nó bắn nhầm máy bay trinh sát IL-20 của Nga. Mình đang lái chiếc máy bay Su-27 và bay đằng sau vận tải cơ C-17 của Mỹ. Hệ thống cảnh báo radar đã chỉ ra máy bay của mình đang bị radar của đối phương theo dõi. Hệ thống này còn chỉ ra hướng của nguồn phát xạ và loại radar đang chiếu xạ là radar từ mặt đất hay từ máy bay. Trên chiếc IL-20 của Nga cũng được trang bị hệ thống này, nên trước khi bị bắn, chắc chắn phi hành đoàn phải nhận ra đang bị radar của S-200 chiếu xạ. Thật không thể hiểu tại sao phi hành đoàn không có cách nào cảnh báo để hệ thống tên lửa của Syria không khai hỏa. Điều này có thể thực hiện qua liên lạc với sân bay Hmeimim. Rõ ràng là sự phối hợp tác chiến giữa Nga và Syria có vấn đề, hoặc đơn giản là mấy ông trực ban đang uống vodka. Mình đang bay đằng sau chiếc C-17 hướng về phía trận địa phòng không của đối phương. Đó là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Hawk của Mỹ. Hệ thống này có nhiều nét tương đồng với hệ thống S-200 mà Syria đã sử dụng. Chúng đều ra đời vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Tên lửa có kích thước khá cồng kềnh, do các linh kiện điện tử vào thời đó còn có kích thước lớn. Cả hai loại tên lửa đều dùng phương thức dẫn đường bằng radar bán chủ động. Có nghĩa là radar mặt đất sẽ chiếu xạ máy bay đối phương. Tên lửa sẽ bám theo chùm sóng phản xạ từ máy bay đối phương để lao đến mục tiêu. Vì vậy, nếu có máy bay chắn giữa đài phát sóng và máy bay đối phương, tia phản xạ có thể xuất phát từ máy bay chắn ngang đó. Bây giờ mình sẽ thử xem có thể lừa được hệ thống tên lửa Hawk bằng phương pháp núp bóng hay không. Hệ thống cảnh báo đã cho biết máy bay của mình đã bị khóa bởi radar dẫn bắn của đối phương. Tên lửa đối phương sắp khai hỏa. Tín hiệu cho thấy đối phương đã phóng tên lửa. Quan sát kỹ có thể thấy vệt khói trắng tên lửa đang phóng lên. Mình phải cơ động núp ngay đằng sau chiếc C-17. Để xem tên lửa đối phương có bị đánh lừa hay không. Quả tên lửa Hawk đã phát nổ ngay bên cạnh chiếc C-17. Chiếc C-17 đã bị thương và đang giảm độ cao. Mình phải tiếp tục bám theo để núp bóng. Các tên lửa khác vẫn đang lao tới. Mình phải sử dụng cả phương pháp thả mồi bẫy để đánh lừa tên lửa đối phương. Đã phát hiện được vị trí trận địa phòng không của địch qua làn khói trắng. Một quả tên lửa phòng không vừa bị kích nổ ở cách xa máy bay của mình. Rõ ràng sự núp bóng đã khiến hệ thống dẫn bắn của đối phương bị nhiễu loạn. Bây giờ đã phát hiện được trận địa phòng không của đối phương, mình sẽ dùng chiến thuật bay thấp để tiếp cận. Mình bay ngay trên ngọn cây, khoảng cách đến mặt đất chỉ khoảng 30 mét. Hệ thống Hawk chỉ tấn công được mục tiêu ở khoảng cách 60 mét trở lên. Máy bay của mình được trang bị 4 ống phóng rocket cỡ 130 ly, dùng đầu nổ văng mảnh để tấn công trận địa phòng không đối phương.
đã quan sát thấy trận địa phòng không của đối phương, lấy độ cao để tấn công. Loạt rocket đầu đã đi trúng đích. Hệ thống tên lửa Hawk không thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 2 km. Mình có thể thoải mái làm gói đối phương. Khoảng cách quá gần, không thể kịp tấn công. Mục tiêu đang ở ngay phía dưới. Mình đã phá hủy đài radar của hệ thống Hawk. Đã bắn hết rocket. Bây giờ bay về uống bia thôi. Cảm ơn các bác đã xem video. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.